Hello Lù xin mến chào các bạn hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn biến tập 1118 One Piece. Vua Cobra diễn kiến ngũ lão tinh trùng cuối Imu lộ diện, leo và sai ám sát thiên long tinh Chaplos. Ở diễn biến cuối tập trước quân cách mạng do tham mưu trưởng Sabo dẫn đầu đã xâm nhập vào thánh địa phá hủy nhà của các thiên long tinh làm nơi này náo loạn cả lên. Trong lúc giải cứu cho các nô lệ thì hổ tím và bò lục cũng đã xuất hiện. Lúc này Karasu đã chạm mặt giao lưu vài chiêu thức với Hồ tím, còn Molly thì đã đụng độ với bò lục. Nhưng có vẻ bò lúc không chiếm được ưu thế nào khi chiến đấu tại đây vì sợ vô tình phá hủy tài sản của các Thiên Long Tinh. Hôm nay là ngày tổ chức hội nghị Reverie nên hai cha con Cobra và Vivi cũng đã tới đây, Cobra thì đến gặp Ngũ Lão Tinh còn Vivi thì đang đi dạo dưới sự giám sát của báo Lucy. Bên trong lâu đài Pangia, Sabo đã xâm nhập vào bên trong lấy chìa khóa nhưng bị đám lính gác phát hiện nên cậu đã tiêu diệt bọn chúng. Bất ngờ lúc này Bonnie đi vào và hỏi anh là Sabo đúng không? Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều chung mục tiêu nên bỏ qua mấy câu xã giao nhé. Cả hai bắt đầu đi sâu vào bên trong Sabo không ngờ lại gặp con gái kuma ở đây. Bonnie nói tôi vẫn luôn theo dõi hành động của quân cách mạng nên tôi biết anh là một người đáng tin cậy, nhờ anh hãy đưa cha tôi tới nơi an toàn. Sabo liền gọi Karasu nhiệm vụ lấy chìa khóa hoàn thành hãy bảo Molly đưa kuma cùng mọi người trở về trụ sở càng sớm càng tốt. Karasu hỏi Sabo sẽ làm gì thì cậu nói sẽ theo mọi người ngay sau khi xong việc. Sabo quay sang hỏi Bonnie định làm gì tiếp theo thì cô nói sẽ đi tới Edgett để xem liệu rằng Vegapunk có cách nào khôi phục trí nhớ cho cha mình không. Bất ngờ lúc này đám lính gác đã phát hiện bọn họ Sabo liền bế Bonnie nhảy lên phía trên ẩn núp. Bọn lính gác cảm giác như cảnh vệ hôm nay rất ít với số lượng này khó có thể vòng quanh khắp tòa tháp lớn này. Chúng còn cho rằng những sự việc mất tích của cảnh vệ đều là do một căn phòng ma truyền thuyết nghe thật vớ vẩn. Sau khi đám lính rời đi Sabo đưa Bonnie ra bên ngoài chỉ cho cô biết Edgett nằm ở tân thế giới bọn họ sẽ đi theo hai hướng ngược nhau nên Sabo chúc cô bé thượng lộ bình an. Bonnie sau khi tiếp xúc với một tham mưu quân cách mạng điển hình hành sự thân thiện nên thấy có chút hơi lạ. Sabo nói cũng không có gì lạ vì chúng ta cùng quyết tâm cứu một người. Bonnie cảm ơn và nhờ Sabo chăm sóc cha mình rồi rời đi. Sabo cũng tò mò nên đã bắt đầu đi vào căn phòng ma mà bọn lính đã nói. Bên trong vua Cobra đã một mình đi vào cung điện tìm gặp ngũ lão tinh để hỏi một số chuyện. Trong cung điện rộng lớn phía trước là ánh sáng Cobra đẩy xe lăng đi tới với một linh cảm không lành. Khi vào bên trong ông ta thấy chiếc gai vàng chống cùng những vũ khí đã cắm trên đó. Lúc đang thần thờ thì ngũ lão tinh cũng đã xuất hiện sau vài câu chào hỏi thì Cobra đã vào thẳng vấn đề chính. Như các ngài đã biết tổ chức với tên gọi chính quyền thế giới đã được sáng lập vào 800 năm trước. Khi 20 vị quân vương cùng thống nhất và di cư tới thánh địa Mary sinh sống cho tới ngày nay với danh hiệu Thiên Long Tinh, 20 vị vua đã có công sáng lập nên thế giới đều được xem là bình đẳng để đảm bảo không một kẻ độc tài nào xuất hiện trong bọn họ nên họ đã dựng lên ngai vàng trống mỗi người sẽ cấm một vũ khí của mình xuống xung quanh trước ngai vàng để biểu tượng cho lời thề không bao giờ có ý định ngồi lên nó cùng lúc đó các tân hoàng tộc được tự tay chọn lựa để cai trị các vương quốc thay cho các nhà sáng lập khi họ qua đời cho tới ngày nay để đảm bảo việc chuyển giao quyền lực diễn ra êm đẹp tất cả các ghi chép liên quan đến sự trị vì của các vị vua đều đã bị xóa bỏ khỏi mỗi quốc gia của từng nhà sáng lập nhưng duy nhất một ngoại lệ của Alabasta quốc vương vào thời điểm đó chính là nữ hoàng dòng tộc Nefertari. Dù tên bà có trong 20 người sáng lập nhưng bà đã lựa chọn việc không ở lại làm thiên long tinh mà quay trở về Alabasta để tiếp tục duy trì sự trị vì của mình. Điều này cũng có nghĩa chỉ có 19 vũ khí từng được cấm xung quanh ngai vàng trống. Wakiri hỏi tất cả đều đúng vậy đều ngươi muốn là gì? Cobra nói tôi đã điều tra toàn bộ cổ văn của vương quốc nhưng tất cả các nguồn thông tin về thời gian sau thế kỷ trống có một điểm chung. Tên của bà ta không được nhắc tới dù chỉ một lần dường như nữ hoàng Lily chưa từng trở lại Alabasta. Việc trị vì vương quốc được đặt lên vai em trai của bà ta các ngài liệu có ghi chép gì về bà ta không? Wakiri nói thẳng ra thì 800 năm là khoảng thời gian rất dài trở về trước đúng là hoàng tộc Nefertari đã không di cư tới đây. Tuy nhiên người ta tin rằng nữ hoàng đã trở về vương quốc của bà ta. Rất tiếc nhưng chi tiết hình ảnh và cuộc hành trình của bà đã biến mất trong dòng chảy lịch sử chúng ta đơn giản là không biết. Cobra nghe xong thì đã miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời đó và hỏi thêm về ý nghĩa của chữ đi. Natsuro nghe xong đã trở nên tức giận sau người lại hỏi như vậy. Cobra nói sự thật là một bức thư ngắn từ 800 năm về trước của nữ hoàng Lily đã được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chuyển cảnh tới bên ngoài quảng trường Kuma đang bắt giữ công chúa Shirahoshi theo mệnh lệnh của tên thiên long tinh Chaplos. Hắn ta đang vui mừng nhảy nhót vì đã bắt được một người cá rất là to lớn. Tên lốt suy nghĩ cho Sirahoshi ăn cái gì đó rồi cưỡi cô vào thị trấn nếu chống cự thì hắn sẽ cho nếm mùi địa ngục. Trước sự tuyệt vọng và cầu xin của Sirahoshi những kẻ đi theo tán tỉnh mạnh mồm đòi cầu hôn lúc nãy thì chỉ biết đứng nhìn rồi sợ hãi bỏ chạy. Lúc này đột nhiên anh cả Fukaboshi chạy tới quét đám đàn ông lương lẹo đó qua một bên để giải cứu em gái mình. Fukaboshi xin lỗi em gái vì bọn họ đã bất cẩn chúng ta sẽ cùng về nhà và không bao giờ trở lại nơi thối tha này nữa khi cả ba cùng tấn công tên Chaplos đã ra lệnh nô lệ vô địch Kuma của hắn dùng tia laser tấn công ba người bọn họ. Lúc này Rebecca cùng người tộc tiên chạy tới khi thấy thì cũng rất là tức giận. Sai hỏi thiên long tinh em Josga tôi đánh hắn được không em Josga liền nói cứ đánh hết sức vào tôi sẽ chịu trách nhiệm. Fukaboshi khi bị Kuma tấn công thì thấy ông ta cũng tội mà thôi cũng kệ vì phải cứu em gái trước. Tên Chaplos xem bọn họ chỉ là lũ tôm tép ra lệnh Kuma tiêu diệt sau đó dùng tiền của mình để che đậy việc này. Lúc Fukaboshi sắp tung chiêu thì em Josga đã đứng ra cản lại khiến cậu ta tức giận. Em Josga nói rằng cứ để bọn họ ra tay bởi họ không có quốc gia nào để phải bận tâm vì họ là hải tặc. Bên kia tên Chaplos quát lên ra lệnh cho Kuma nhắm vào em Josga vì lúc trước ông ta cũng đã đánh hắn. Bất ngờ phía sau Leo và Sai đã nhảy lên Leo dùng ton tata còn Sai thì dùng bí thuật Hatshoken. Cả hai cùng nhau xoay người rồi nện thật mạnh xuống đầu tên Chaplos làm cơ thể hắn bẹp lép trước sự việc thiên long tinh bị ám sát khiến cho những người chứng kiến vô cùng sợ hãi vì sợ bị liên lụy lúc này kuma đang nhấm tia laser vào sai và leo thì bất ngờ molly xuất hiện phía sau ôm chặt lấy ông ta đừng làm bậy nữa sẽ không có ai điều khiển được ngài nữa chúng ta về nhà thôi bên trên karasu cũng bay đến và thông báo mình đã lấy được chìa khóa từ chỗ sabo sau khi mọi chuyện hoàn tất thì molly bảo karasu xuống lòng đất để rời khỏi tên cha rosewood thấy con mình bị đánh bẹp lép như đống phân thì kêu trời kêu đất bớ người ta bọn chúng giết con tôi rồi Trở lại bên trong cung điện chỗ của vua Cobra và Ngũ lão tinh không khí vẫn đang căng thẳng, đột nhiên lúc này một bóng đen mang áo choàng xuất hiện đang từ từ đi lên ngai vàng khiến tất cả đều ngạc nhiên. Jupiter nhắc nhở vua Cobra vẫn còn ở đây nhưng kẻ bí ẩn vẫn không dừng bước. Với một đôi mắt đỏ rực và được xem là trùng cuối kẻ bí ẩn này xuất hiện làm cho Ngũ lão tinh cũng đổ cả mồ hôi hột. Cobra khi nhìn thấy thì vô cùng là sừng sốt bởi vì kẻ bí ẩn đó lại ngồi lên ngai vàng không còn một chút do dự. Tiếp tới tập 1119. Cobra không thể ngờ một ngai vàng đáng lẽ ra vô chủ lại có người ngồi không có một cá nhân nào được phép nắm quyền lực trên toàn thế giới này. Lúc này kẻ bí ẩn đó nói với Cobra ta sẽ trả lời hai vấn đề của ngươi và đổi lại ngươi chỉ cần trả lời một câu hỏi duy nhất. Cobra bắt đầu ho dữ dội và hỏi ngươi là ai trước đây ta từng nghe tới cái tên Imu. Điều đó có thể là tình cờ nhưng một trong hai mươi người sáng lập cũng mang cái tên này. Kẻ bí ẩn bắt đầu tức giận tiếng khò khè láo sược của ngươi sẽ không đủ tư cách để mong đợi một đáp án. Tuy nhiên những nghi vấn ban đầu sẽ được giải đáp đi là biệt danh của kẻ thù xa xưa của chúng ta. Thời gian gần đây nó thường xuyên lấp ló hơn nhưng cũng không hơn gì một âm vọng dưới đáy mồ. Những kẻ mang trong mình cái tên đó thậm chí còn chẳng biết ý nghĩa của nó. Thế nhưng những thứ phiền phức này vẫn còn dai dẳng được bởi chính sai lầm chết chóc của nữ hoàng Lily từ 800 năm về trước. Chúng đã để lại cho đám học giả chịu khó đi khai quật về thế kỷ trống. Không có sai lầm đó thì cũng sẽ không bao giờ có một tên cướp biển nào đi truy lùng những phiến Ponelip nhằm đạt được kho báu tàn tích đáng nguyền rủa đó sẽ không bao giờ giải rác đi khắp thế giới. Việc giải phóng những phiến Ponelip là hệ quả tồi tệ nhất có thể xảy ra cho chúng ta. Nếu ngươi thắc mắc rằng đó là sự sai lầm hay thực chất là một phần của âm mưu to lớn hơn, lúc này năm ngũ lão tinh đã bắt đầu ra tay. Imu nói tiếp sự thật không nghi ngờ gì nằm trong bức thư Lily để lại. Cho nên việc bà ta muốn đề cập tới mình dưới danh xưng nữ hoàng Lily liệu rằng là cố tình. Ngươi hãy tiết lộ đầy đủ lá thư mà bà ta đã để lại không sai một chữ cho ta. Vua Cobra lúc này thở dài vì ông đã vào hang sói chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Cobra nói chắc hẳn không một lời dối bịp nào ta có thể nói ra làm các người hài lòng mà để ta đi đúng không. Wakiri đã lấy súng ra số phận của ngươi đã được định đoạt vào thời khắc diễn kiến đại nhân Imu. Bên ngoài cửa Sabo đột nhiên cảm nhận không khí ở đây có phần chết chóc. Cobra bên trong nói sự thật bức thư của người cai trị Alabasta 8 thế kỷ trước đã được ký bởi nữ hoàng Nefertari đi thì đã bị một mũi tên lao tới xuyên qua người. Sabo bên ngoài nhận ra điều bất thường đã nhảy vào dùng hỏa quyền, ngọn lửa bộc phát đánh thẳng tới ngai vàng nhưng đã bị Imu cản phá, ngươi là kẻ nào từ đâu chui ra vậy? Sabo bên dưới trở nên thất vọng vì cứ tưởng một đòn lúc nãy có thể xử lý hết đám này. Cobra lúc này đã bị thương rất nặng hỏi Sabo cậu là anh của nhóc Luffy đúng không? Sabo không ngờ ông ta cũng quen biết Luffy. Cobra nói rằng cậu ấy cũng từng nhảy vào cứu lấy cái mạng tôi. Sabo nghe đúng là kiểu của thằng em mình sau đó vác ông ta đi trước sự truy đuổi của năm con quái vật phía sau. Cobra bảo Sabo cứ mặt mình vì ông đã không thể sống nổi nhưng Sabo không đồng ý. Cobra nói mình đã hiểu ra mọi chuyện nếu Sabo chết ở đây thì họ sẽ gặp rắc rối bởi vì ông cần cậu nhắn nhủ một thông điệp tới cho Luffy và Vivi. Hãy nói với họ rằng cuối cùng tôi đã hiểu ra con đường mà Alabasta phải theo chúng ta cùng mang chung chữ đi. Sabo nghe xong thì bất ngờ và nhớ lại lúc trước A và Luffy đều có chữ đi trong tên. A còn hỏi Sabo có muốn có chữ đi trong tên không. A để chữ đi giữa tên Sabo nên đọc là sát bo khiến Sabo cũng bó tay. Lúc này bên ngoài một mũi tên màu đen đã phóng tới xuyên qua người của Sabo và Cobra làm hai người văng ra. Lúc này vua Cobra cố gắng đứng dậy chắn cho Sabo và đọc lại những lời trong bức thư của Lily trước khi bị Imu giết chết. Trước sự kinh hãi của Sabo, Cobra muốn cậu phải sống và kể lại những điều này không ngoài sự mong đợi Sabo đã thành công trốn thoát. Bất ngờ ngũ lão tinh lại phát hiện ra một kẻ khác đang nhìn lén qua một cái lỗ trên tường kẻ đó không ai khác chính là Wapol. Ông ta vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy Cobra đã bị sát hại. Tuy không ưa gì nhau nhưng Wapol cũng không thể vui mừng được khi chứng kiến một chuyện kinh khủng như thế. Trong khi chạy trốn, Wapol đã tưởng tượng ra bộ xương khô của mình trong nhà tù của chính quyền thế giới bởi vì bọn họ sẽ không hề tha cho ông ta. Bên trong bàn tròn hội đồng vua Cobra và vua Wapol vẫn chưa có mặt. Những người ở đây vừa mới nhận được tin báo hai người họ sẽ không tham dự sự kiện lần này. Bên trong một vị vua cho rằng có lẽ bài phát biểu khô khóc của vua Cobra đã khiến ông ta kiệt sức. Có thể ông ta xem việc của mình đã xong khi giải tán thất vũ hải đã được công nhận. Lúc này bọn họ đề nghị chuyển qua phần nghị sự tiếp theo bàn về vấn đề liên minh bốn quốc gia phương Bắc đang đứng lên đòi độc lập. Bên ngoài Fukaboshi nói với em gái mình hội nghị sắp kết thúc hãy đi tới xích cảng sẽ không có tên thiên long tinh cặn bã nào ở đó nhưng lúc này sirahoshi đang hy vọng có thể chào tạm biệt vivi vì không biết cô ấy đã đi đâu rồi thì ra vivi đã bị các cp không bắt giữ tại phòng khách trong lâu đài panjia các ngươi đang nghe theo lệnh của kẻ nào ta sẽ cho cả thế giới biết việc này tên Jabra bảo vivi hãy bình tĩnh chiêu bài tẩy thì phải giấu cho kỹ chứ sao nói tẹt ra thế califa cho rằng sẽ không có kẻ nào đến giúp sau khi sự mất tích được công bố có lẽ cô sẽ phải sống cả đời như một con thú nuôi Lúc này Vivi lại hỏi về Shirahoshi CP không nói bây giờ không phải là lúc lo lắng cho kẻ khác, nhưng bọn ta nghe nói lúc nãy có chuyện rắc rối xảy ra có vẻ cô ta đã thoát đi an toàn. Bọn hải tặc tự xưng thành viên băng mũ rơm xuất hiện tấn công thiên long tinh đang bắt công chúa tiên cá. Bọn chúng còn tuyên bố chiến thắng cùng tên tuổi các thứ làm các vị khách ở sảnh chính sừng sốt. Trong khi đó tại ngôi nhà các vị thần hổ tím đã trợ giúp cho quân cách mạng giải phóng bọn nô lệ khiến bò lục tức điên lên nên họ đã xảy ra đấu đá với nhau vivi nghe xong thì rất là vui mừng nhưng cô cũng phải làm cách nào đó để thoát khỏi chuyện này bất ngờ phía bức tường đột nhiên có tiếng động wapol từ đâu phá tường xông và luôn mùm nói tha cho tôi tôi không thấy gì hết sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho những tên cp không ở đây không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra vivi đột nhiên biến mất sau bức tường vợ của wapol cũng đang đi tìm ông ta nhưng sau khi thấy wapol đang ẩm vivi trên tay thì bà ta cho rằng chồng mình đang đưa bồ nhí bỏ trốn Thế là tập 1118 đến 1119 đã hết hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật hàng tuần trên kênh của mình. Các bạn nhớ like và ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn.